Ly Nhân Tâm Thượng, bộ phim truyền hình cổ trang với sự góp mặt của bộ đôi diễn viên chính Hồ Ý Hoàn và Trịnh Nghiệp Thành sau khi lên sóng đã chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Theo đó, Trịnh Nghiệp Thành vốn đã quen mặt với khán giả khi từng tham gia nhiều bộ phim đình đám như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, vai Vượng Tài, Hoa Thiên Cốt vai Nam Vô Nguyệt, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vai Hách Mi. Còn Hồ Ý Hoàn từng thử sức ở các bộ phim như Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật, Sửu Phi Giá Đáo, Thiên Cơ Thập Nhị Cung. Hồ Ý Hoàn là ai? Hồ Ý Hoàn sinh năm 1995, nhưng đến năm 2017 mới chính thức xuất đạo với vai trò diễn viên khi đảm nhận vai phụ trong bộ phim Không Thể Ôm Lấy Em và Bong Bóng Mùa Hè. Một năm sau đó, Hồ Ý Hoàn đã may mắn nhận được vai chính trong cả hai bộ phim Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật và Sửu Phi Giá Đáo. Mặc dù các vai diễn này đều chưa mang lại nhiều tiếng thơm cho Hồ Ý Hoàn, nhưng việc một nữ diễn viên mới ra mắt một năm đã được chọn đóng vai chính liên tục quả thật là điều rất hiếm gặp. Dù cho nhiều vị đạo diễn có sở thích tìm ra những nhân tố mới, nhưng họ nhất định sẽ không nâng đỡ một người vốn không có nền tảng hay tài năng. Chính vì vậy nên xuất thân của Hồ Ý Hoàn cũng trở thành chủ đề được khán giả đoán già đoán non trong thời điểm cô mới ra mắt. Thực tế, Hồ Ý Hoàn chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường, không có truyền thống nghệ thuật. Cô đến với diễn xuất ban đầu là nhờ sở hữu ngoại hình xinh xắn, khí chất tự nhiên cùng đôi mắt trong veo, tạo cảm giác vô cùng tươi trẻ. Tuy nhiên sau đó cô bắt đầu chinh phục khán giả và được các vị đạo diễn đánh giá cao nhờ kỹ năng diễn xuất của mình. Sửu Phi Giá Đáo, bộ phim chứng minh khả năng diễn xuất. Công bố với khán giả lần đầu vào tháng 7 năm 2018, nhưng phải đến ngày 18 tháng 5 năm 2020, Sửu Phi Giá Đáo mới chính thức ra mắt khán giả. Đây được xem là một trong những bộ phim vượt nghèo tiêu biểu của màn ảnh Hoa ngữ, khi có kinh phí sản xuất thấp nhưng hiệu quả nhận được lại vượt ngoài mong đợi. Lý giải cho điều này, bên cạnh kịch bản hoàn chỉnh thì diễn viên chính là chìa khóa vàng mang đến sự thành công cho tác phẩm. Dù thời điểm thực hiện bộ phim, cả Hồ Ý Hoàn và Trương Tư Phàm đều là những diễn viên mới với kinh nghiệm chưa nhiều, thế nhưng cả hai đã cho thấy khả năng diễn xuất hết sức tự nhiên, đặc biệt là những cảnh quay ngọt ngào có thể khiến người xem phải đỏ mặt vì quá chân thật. Về phía Hồ Ý Hoàn, cô đã được đoàn phim khen ngợi về khả năng chịu đựng của mình trong những phân cảnh bị hành hạ dã man. Dù là bị nhỏ sáp đèn cầy, dìm đầu xuống nước hay thậm chí là những hình thức tàn nhẫn hơn, cô cũng đều xử lý rất chuyên nghiệp và thể hiện được rất rõ sự rắn giỏi của nhân vật Mễ Mễ. Ly Nhân Tâm Thượng. Vào ngày 30 tháng 7 năm 2020, bộ phim cổ trang giả tưởng Ly Nhân Tâm Thượng đã chính thức ra mắt khán giả. Nội dung phim xoay quanh mối tình vừa ngọt ngào nhưng cũng vừa ngược tâm của công chúa Từ Sơ Nguyệt, Hồ Ý Hoàn và vị tướng quân lạnh lùng Tiết Diệu, Trịnh Nghiệp Thành. Vốn là con nuôi của hoàng đế nước Nam Tang nên từ nhỏ, Từ Sơ Nguyệt đã không được sủng ái, lại còn bị bệnh mất ngủ để tránh gặp phải những giấc mơ thành sự thật. Mỗi ngày, cô đều phải nhờ đến những quyển tiểu thuyết để vượt qua khoảng thời gian cô đơn nơi hậu cung. Để thử lòng tướng quân Tiết Diệu xem có trung thành với triều đình hay không, hoàng đế đã quyết định gả Từ Sơ Nguyệt cho anh. Hai người vốn chưa từng gặp gỡ, lại không biết gì về nhau nên khi sống chung, đã nảy sinh rất nhiều tình huống hài hước. Sau một thời gian, Sơ Nguyệt biết rằng Tiết Diệu đang âm thầm điều tra cái chết của huynh trưởng Tiết Mộ nên đã giúp đỡ anh. Dần dần, cả hai trở nên thấu hiểu và bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau, mang đến cho người xem những phân đoạn tình yêu hết sức ngọt ngào. Trước đó, Hồ Ý Hoàn đã từng đảm nhiệm vai nữ chính trong một số bộ phim, nhưng không biết vì lý do gì, tên tuổi của cô vẫn chưa thể hồng hơn được. Dù các bộ phim của Hồ Ý Hoàn đều được đánh giá cao về kịch bản, diễn xuất của cô cũng khiến khán giả chê nhiều, nhưng đến cuối cùng, hiệu ứng công chúng cũng chỉ ở mức tầm trung chứ chưa có sự đột phá. Đến với Ly Nhân Tâm Thượng, mọi thứ có vẻ khởi sắc hơn với Hồ Ý Hoàn khi cô bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Đa số khán giả đều dành lời khen ngợi cho Hồ Ý Hoàn với kỹ năng diễn xuất tự nhiên rõ ràng. Bên cạnh đó, ngoại hình đáng yêu cùng tạo hình nhân vật đẹp mắt cũng giúp Hồ Ý Hoàn nhận được rất nhiều cảm tình của khán giả. Hồ Ý Hoàn và Trịnh Nghiệp Thành, couple được khán giả ship điên đảo. Trong những tập đầu, cả hai luôn mang đến những cảnh dở khóc dở cười vì phải kết hôn bất đắc dĩ. Nhưng đến những tập sau, Từ Sơ Nguyệt và Tiết Diệu đã bắt đầu dần nảy sinh tình cảm, nên Hồ Ý Hoàn và Trịnh Nghiệp Thành cũng có nhiều cảnh quay ngọt ngào hơn. Trai xinh gái đẹp cứ đứng cùng nhau là đã gây sốt, lại còn có những tương tác ăn ý thế này, bảo làm sao mà các fan không đổ đứ đử. Không chỉ trong phim mà ngay cả ngoài đời, cả hai cũng có những tương tác vô cùng thú vị. Cụ thể là trong một lần phỏng vấn, Hồ Ý Hoàn tiết lộ rằng ban đầu, đạo diễn lo rằng Trịnh Nghiệp Thành sẽ không đồng ý tham gia Ly Nhân Tâm Thượng vì lịch trình của anh khá bận rộn.
Tuy nhiên sau đó, cô đã quyết định gọi điện cho Trịnh Nghiệp Thành và bày tỏ sự yêu thích của mình dành cho các vai diễn của đàn anh. Đặc biệt, cô còn tiết lộ rằng đạo diễn chính là fan cứng và đang đợi anh gật đầu tham gia phim. Câu chuyện của Hồ Ý Hoàn sau khi chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự thích thú của mọi người. Với tính cách hòa đồng, vui vẻ của Hồ Ý Hoàn, chắc chắn rằng sau khi hợp tác trong bộ phim Ly Nhân Tâm Thượng, cô và Trịnh Nghiệp Thành sẽ ngày càng thân thiết hơn nữa. Con đường sự nghiệp và những bộ phim của Hồ Ý Hoàn. Theo như chia sẻ, bố của Hồ Ý Hoàn vốn đã rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con từ khi còn nhỏ. Đến lúc lớn lên, cô theo học chuyên ngành kế toán tại Học viện Tây Kinh và được bình chọn là hoa khôi học đường nhờ nhan sắc xinh đẹp vốn có của mình. Sau khi tốt nghiệp, Hồ Ý Hoàn lại nhận ra rằng bản thân không thể sống một cuộc đời chỉ làm một công việc như vậy mãi được. Cuối cùng, cô gái 22 tuổi quyết định một mình đến với thành phố xa lạ cùng với sức mạnh của ước mơ và trái tim không sợ bất cứ điều gì. Năm 2017, Hồ Ý Hoàn chính thức gia nhập làng giải trí khi đảm nhiệm vai phụ trong bộ phim Không Thể Ôm Lấy Em. Cũng trong cùng năm, cô nhận được vai diễn tiếp theo trong bộ phim Thanh Xuân Bong Bóng Mùa Hè. Cả hai đều là những vai diễn nhỏ, không có nhiều đất để Hồ Ý Hoàn thể hiện khả năng, nên thời gian này cô vẫn còn là một cái tên vô danh trước khán giả. Sau đó, Hồ Ý Hoàn nhận được vai chính trong bộ phim cổ trang Xuyên Không, Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật, đóng cặp cùng chàng diễn viên điển trai Từ Khai Xính. Bộ phim với mô típ nam chính bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, còn nữ chính vẻ ngoài dễ thương, thông minh, hoạt bát, nhưng cũng có phần hơi hậu đậu. Trong những hình ảnh hậu trường, Hồ Ý Hoàn và Từ Khai Xính ngày càng trở nên thân thiết sau quá trình hợp tác. Có lẽ cũng vì vậy nên những cảnh quay ngọt ngào của cả hai cũng được thể hiện vô cùng mượt mà, tự nhiên. Bộ phim tuy không được gọi là quá thành công vang dội, nhưng cũng đủ gây chú ý với khán giả. Đồng thời, bộ phim cũng đã giúp cái tên Hồ Ý Hoàn bắt đầu đến gần hơn với công chúng. 2019, thoát mác mỹ nhân cổ trang với nhân dân Macau. Vài nữ chính đầu tiên đã nhận được hào cảm của công chúng. Hồ Ý Hoàn cũng được mọi người gọi với danh hiệu mỹ nhân cổ trang vì hóa thân quá xinh xắn. Tuy nhiên sau đó, cô nàng đã chứng minh cho mọi người thấy rằng bản thân vốn không bị đóng khung trong một hình ảnh nhất định khi tham gia vào bộ phim gia đình, xã hội, nhân dân Macau. Trong phim, Hồ Ý Hoàn vào vai Tống Hiểu Văn, một cô tiểu thư nhà giàu với tính cách ương bướng bất cần, nhưng sau những biến cố đã trưởng thành hơn. Hồ Ý Hoàn đã diễn tả rất sinh động những chuyển biến về mặt tâm lý, hành động của cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn Tống Hiểu Văn. Nếu như những bộ phim mà Hồ Ý Hoàn tham gia trước đó đều nói về vấn đề tình cảm khá nhẹ nhàng, thì Nhân dân Macau lại nặng đô hơn rất nhiều khi đề cập đến gia đình và những chuyển biến trong xã hội. Đặc biệt trong phim, cô còn được hợp tác với rất nhiều đàn anh đàn chị gạo cội nên càng thêm phần áp lực. Tiếp theo sau đó, Hồ Ý Hoàn tham gia vai nữ chính trong bộ phim cổ trang trinh thám Thiên Cơ Thập Nhị Cung. Tuy nhiên bộ phim này lại không đạt được những thành công như mong đợi.